Ok, chúng ta tiếp tục trở lại vòng bán kết của giải cầu lông Chibucha Hà Nội. Trên màn hình của các bạn đây là trận đấu ở nội dung đơn nam giữa đại diện của Nhật Bản và đại diện của Indonesia. Và trong trận đấu này thì Hùng tiếp tục cổ vũ cho tay vợt đến từ Nhật Bản, tay vợt Kodai Naraoka, một tay vợt trẻ rất tài năng của cầu lông Nhật Bản. Hùng đã theo dõi em ấy từ đầu giải đấu đến giờ, hôm nọ cũng đã chụp ảnh cùng bạn ấy, cùng em ấy. Thực sự Hùng mong chờ trận đấu này nhất trong vòng bán kết này. Và thật may mắn khi ngay trận đấu thứ 3 chúng ta đã được thưởng thức trận đấu có thể đánh giá là hay nhất giữa đại diện Indonesia và đại diện Nhật Bản. Hai vận động viên cầu lông đơn nam có thể nói đây là trận chung kết sớm. Ok, và tranh thủ những lúc các vận động viên chưa dạo cầu thì cũng rất hy vọng, chưa thi đấu thì rất hy vọng rằng các bạn có thể giúp Hùng chia sẻ livestream này, đúng không ạ? Đây là một trận đấu rất hay và hãy chia sẻ nó đến những người bạn của chúng ta nào. Hãy chia sẻ đến với cộng đồng trận cầu lông lớn nhất Việt Nam để chúng ta cùng nhau thưởng thức nào. Kodai Naraoka đến từ Japan. Chiều cao khá khiêm tốn. Tay vợt sinh năm 2001. Kodai Naraoka. Khánh Huyền tập trung quay trận bên đấy cho anh nhá. Vâng, và hiện tại cũng đang live stream cho mọi người trận đấu này, và trận đấu phía sân bên kia cũng đang được bạn Khánh Huyền quay lại để gửi đến mọi người ở chất lượng Full HD. Bởi vậy cũng rất mong rằng mọi người có thể thả một tim cho Khánh Huyền được không? Ok, set đấu thứ nhất của đối đầu giữa Nhật Bản và Indonesia bắt đầu. Hai tay vợt này đánh cầu đều rất hay. Đó là một pha vận chuyền đập cầu dọc biên rất tốt của tay vợt đến từ Nhật Bản. Để bước vào đến vòng bán kết này thì tay vợt đến từ Nhật Bản đã từng loại đến hai tay vợt đến từ Indo. Liệu rằng tay vợt tiếp theo đến từ Indo có bị tay vợt này đánh bại hay không? Hùng đánh giá rất cao tay vợt đến từ Nhật Bản. Ngay lần đầu tiên Hùng xem, vâng, về cầu rất an toàn luôn. Thực sự. Vâng, đó là một tình huống dứt điểm rất tốt của tay vợt đến từ Indonesia. Cũng không nhầm thì tay vợt Kodai của Nhật Bản đã từng xuất hiện trong video hướng dẫn backhand của vận động viên Taufik, Mr. Backhand. Về cầu rất bình tĩnh. Một điểm số rất dễ dàng cho vận động viên nam đến từ Nhật Bản. Có vẻ trận đấu đôi nam nữ ở bên sân kia khá hay và kịch tính. Đến giờ phút này mà trận đấu vẫn chưa kết thúc và khán giả thì cổ vũ rất đông. Bình tĩnh quá. Ôi kìa. Thực sự xem bạn ấy thi đấu quá hay. Hay thế nhở? Hùng đã bảo rồi, đây là trận đấu hay nhất. Vâng, đó là một pha phòng thủ cầu không tốt của tay vợt đến từ Japan. Thậm chí anh không thể chạm vào cầu trong tình huống vừa rồi. Ok, điểm số 2 đều. Hay thế nhở? Đẳng cấp thật. Cổ tay không xương luôn. Dẻo hơn của Momota luôn. Điểm 3-2. Đó là một tình huống kê cầu lỗi của tay vợt đến từ Indonesia. Vừa hôm nọ thì tay vợt Indo này cũng đã hạ gục một tay vợt đến từ Nhật Bản. Và hôm nay Nhật Bản có đòi được món nợ này hay không?
Điểm 42 rồi. Bình tĩnh thật. Đó là một pha cầu giống như pha cầu của Lindan vậy. Rất tiếc cho tình huống xử lý vừa rồi. Vâng, trận đấu phía bên kia đại diện của Nhật Bản cũng đang thi đấu khá xuất sắc trước cặp đôi đến từ Indonesia. Có vẻ đây là trận đấu thứ 3 rồi. Và điểm số bên đấy đang là 9-10. Một trận đấu thực sự hấp dẫn. Đập cầu rất tốt nhưng cầu ra ngoài sân mất rồi. Tay vợt Nhật Bản khá bất ngờ trong tình huống đập cầu vừa rồi. Đổi điểm 5-3 cho Nhật Bản. Kaido Naraoka phát cầu. Vẫn còn, thủ cầu rất tốt. Vâng, không còn nữa rồi. Điểm 4-5 cho Indonesia. Hello Phương Lan nha, xin chào tất cả 125 người đang theo dõi live stream của Hùng ạ. Nếu mọi người thấy trận đấu này hay, mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ. Hãy cho Hùng sự động viên nào. Liên tục những tình huống đấu cầu Nga, vẫn còn, thủ rất tốt. Hay quá nhờ. Đấy, những tình huống ve cầu của tay vợt Nhật Bản thực sự quá bình tĩnh. Cảm giác nó nhẹ nhàng thế. Rồi, những pha gõ cầu vặn sườn kéo sân sở trường của tay vợt đến từ Indonesia. Tay vợt đến từ Nhật Bản cần chú ý tình huống cầu như vừa rồi. Tay vợt đến từ Indo đã có rất nhiều tình huống giành điểm tương tự. Điểm 5 đều rồi. Thực sự là một trận đấu thực sự rất cân tài cân sức. Hello anh Mạnh Phạm, hello anh Phong Lê, hello Trung Đình nha. Mọi người xem chất mạng lượng mạng hôm nay có ok không ạ? Mọi người xem chất lượng hôm nay đã rõ hơn hôm qua, rõ hơn hôm kia chưa ạ? Nếu chất lượng mạng ok mọi người có thể comment 1 cho Hùng biết được không ạ? Điểm 5 đều Indonesia phát cầu. Ok, cảm ơn anh chị Mạc Hồng Ngọc nha. 6-5 cho Indonesia. Tài xác định cầu trong sân. 7-5 cho Indonesia. Phát một cú he rất khiêu khích. Ok, cảm ơn anh DQDT nha. Ok, xin chào Tú Vũ nha. Tú Vũ nha. Ở ngoài sân. Điểm 6-7 cho Nhật Bản. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Thiện Giản. Mọi người nói là Hùng vui quá, mạng net thì tốt rồi, Hùng đỡ phải lo lắng. Điểm 6-7 và việc của chúng ta hãy tập trung vào màn hình và thưởng thức trận đấu thôi. Không, cảm giác rằng tay vợt Nhật Bản hôm nay di chuyển kém linh hoạt hơn hôm qua hay sao ạ? Đập cầu cũng ít hơn. Vẫn còn kìa. Đó là một tình huống cầu ngoài sân. Đổi điểm 8-6 cho Indonesia. Hello anh Nguyễn Tùng, hello Hồng Quân, hello anh Quý Quý nha. Lâu lắm rồi không thấy anh Quý Quý xuất hiện tại live stream của em. Hôm nay nhìn thấy cái tên Quý Quý mà thấy vui quá. Điểm 8-6 cho Indonesia. Tiếp tục là một tình huống cầu lỗi của tay vợt Nhật Bản. Hôm nay
đây cảm giác tay vợt này hơi trùng tay. Lô anh Nguyễn Hoàng Tân, lô anh Mạnh Nho. Đập cầu rất tốt, đó là một tình huống cầu trong sân. Điểm rút ngắn 7-9 cho Nhật Bản. Cầu lệch chuồng và một tình huống phạt cầu rất đáng tiếc. Tay vợt Nhật Bản có gặp vấn đề gì về tâm lý hay không? Cảm giác tinh thần thi đấu không được mạnh mẽ như ngày hôm qua và những ngày trước. Thì hay thế nhỉ? Rất xuất sắc. Theo Hùng quan sát thì tay vợt đến từ Indonesia đánh vợt APAC nha mọi người. Và một phát hiện khá hay. Tay vợt Indonesia đánh vợt APAC. Đó là một tình huống kê cầu không tốt của vận động viên nam đến từ Nhật Bản. Em chỉ biết tay vợt nam đến từ Nhật Bản sinh năm 2001 thôi. Có lẽ là tay vợt đến từ Indo nhiều tuổi hơn. Rồi. Trọng tài của tay vợt Nhật Bản khá tình cảm. Trong bất cứ trận đấu nào cũng vậy, mỗi khi học trò mình ra ngoài sân là ông đều mang quạt ra quạt và lấy đá chườm sau gáy cho em. Không biết là đá hay cái gì, chắc là đá. Hôm nào cũng vậy và trận đấu nào cũng vậy. Thực sự rất tình cảm. Hello anh Tùng Dương. Cao Cường làm sao so được với vận động viên Nhật Bản này. Thực sự đến Tiến Minh vào đánh cũng không ăn được. Điểm 11-8 cho Indonesia. Vâng, một điểm số rất dễ dàng. 9-11. Hùng bắt cho Nhật Bản thắng trong trận đấu này nhá. Nhật Bản sẽ thắng trận đấu này, Hùng dự đoán như thế. Sân. Điểm 10-11 cho Nhật Bản. Vâng, các cổ động viên Nhật Bản ở phía xa đang cổ vũ khá to cho đồng đội của mình. Rất dẻo cả hai vận động viên, thủ đề vẫn rất tốt. Vâng, nhiều cầu trong sân. Nhiều vừa cổ động viên nói rằng tay vợt đến từ Indonesia đánh cầu giống như Momota vậy. Giống như Kento vậy. Hello anh Nguyễn Hoàng Tân. Sau này Nhật thua, nếu mà Nhật thua thì em nghĩ rằng hai set sau sẽ thắng. Cổ vũ cho Nhật Bản luôn. Nhưng thực sự Indo đánh cũng quá hay. Tiếp tục là một điểm số cho Indonesia. Ok, Cường Lê quần cán chống trơn của anh hết mất rồi. Nhiều khách hỏi quá nhưng mà bây giờ không còn nữa, tạm thời hết hàng nhá, hôm nào về anh báo. Hello anh Tiến Dũng, Du hôm qua bị loại anh nhá. Du hôm qua bị loại rồi. Hôm qua anh có thể xem lại live stream của em. Đó là một trận đấu quá hay. Rồi một tình huống thủ cầu rất không còn rồi. Tay vợt đến từ Nhật Bản nên hạn chế những pha cầu vặn sườn của Indonesia. Anh ta liên tục giành những điểm số từ những pha cầu vặn sườn như vậy. Ok, trọng tài đồng ý đổi cầu.
điểm 14-10. Vâng, một pha thủ cầu khá may mắn, cầu lật lưới 15-10. Khoảng cách đã là 5 điểm rồi. Nói chung ta chưa thể nói trước được điều gì. Còn xét sau và xét sau nữa. Hello Long Hồng, Du bị loại hôm qua rồi em. Không ở nhà thi đấu nha. Tiếp tục là một tình huống kê cầu lỗi của tay vợt Nhật Bản. Ok anh Khánh Đô, thực ra là ở giải đấu này Hùng không hét nhiều cho lắm. Đơn ra là giọng cũng chưa khàn được. Khéo phải sau trận chung kết thì mới khàn tiếng được. Liên tục những pha vặn trườn đập cầu dọc biên của tay vợt Indo. Thực sự đó là sở trường của tay vợt này. Không nghĩ rằng sau set đấu này thì huấn luyện viên của Nhật Bản sẽ có những chỉ đạo lại cho đồng đội của mình để hạn chế những tình huống như thế. Ok bác Kim, cháu lại không về được rồi. Đang bận lịch giải đấu. Vâng, rất cố gắng. Trong set đấu này thì gần như tay vợt Indonesia làm chủ hoàn toàn trận đấu. Một điểm số khá hay, cầu rất sát lưới. Điểm 11-17 cho Nhật Bản. Ok, tay vợt đến từ Indo sinh năm 97. Cảm ơn anh Hoàng Tấn Bình đã cung cấp thông tin. Tay vợt đến từ Indo tên là Piman Adun Kholik, sinh năm 1997. Hơn tay vợt Nhật Bản đến 4 tuổi. Vâng, trận đấu đôi nam nữ Nhật Bản và Indonesia bên kia vẫn đang diễn ra. Có vẻ đây là một trận đấu rất hay, đánh mãi mà không hết. Điểm 18-11 cho Indonesia trong set đấu này rồi. Thực sự cơ hội là gần như không còn cho Nhật Bản trong set đấu này. Liên tục đấy, đấy là sở trường của tay vợt Indo. Đã giành đến hàng chục điểm số với những pha đập cầu dọc biên. Mà những pha đập cầu dọc biên đó thì rất chính xác. Toàn đập vào điểm chết thôi. Kudai sinh năm 2001. Vâng, Kudai thì em có tìm hiểu thông tin rồi. Cảm ơn anh Hoàng Tấn Bình đã nhiệt tình cung cấp những thông tin hết sức cần thiết cho khán giả cũng như là bình luận viên. Hello anh Nguyễn Tiến Thành, hello anh Cường Nguyễn, hello anh Vũ Điệp nhé. Chào mừng tất cả mọi người đến live stream của Hùng. Không gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người mà luôn đồng hành theo dõi ủng hộ Hùng. Chỉ cần có những người xem như mọi người thì Hùng sẽ nhiệt tình nhất và gửi đến những trận đấu hay nhất. Điểm 19. Rồi, điểm số 20 cho Indonesia, điểm số cuối cùng. Đó là một pha chém cầu lỗi của tay vợt Indonesia, chém cầu như Hùng vậy. Bên kia không phải là Watanabe đâu bạn ơi. Watanabe không đánh giải này nha. Watanabe đánh giải này chắc là nhất đấy. Tình huống cầu rất bền.
hai tay vợt lùa nhau. Ôi chém hay thế nhở, nhưng không thể kết liễu đối thủ. Chém mỏng thật. Ao. Ok. Trận đấu thứ nhất, điểm số 21-12, một chiến thắng thực sự rất thuyết phục của cặp tay vợt đến từ Indonesia. Minh Hùng tin rằng chuyển biến của set đấu thứ hai sẽ căng thẳng hơn rất là nhiều. Chúng ta cùng ngó qua sân bên kia một chút nha. Cùng zoom lại nha. Bên kia là bao nhiêu đấy? Set đấu thứ ba. Trận đấu thứ 3, nội dung đôi nam nữ của đối đầu giữa Nhật Bản và Indonesia, điểm số đang là 21 đều ở trận đấu thứ 3. Quá căng thẳng. Chúng ta hãy theo dõi những điểm số cuối cùng ở trận đấu thứ 3 này, mọi người đồng ý không ạ? Ai mà bắt độ ở đây Hùng đuổi ra khỏi livestream ấy nhá. Trong livestream này không có bắt độ gì đâu nhá. Ok, chúng ta hãy tập trung theo dõi nốt những điểm số cuối cùng nào. Số 22-21 cho Nhật Bản, cơ hội kết thúc trận đấu thứ 3, kết thúc trận đấu dành cho cặp đôi đến từ Nhật Bản. Liệu là Nhật Bản nó thắng Indo hay không? Vâng, bước vào vòng bán kết có đến 8 đại diện của Indonesia, 4 đại diện của Nhật Bản, đó là hai quốc gia có đại diện nhiều nhất. Vâng, chiến thắng dành cho cặp đôi. Thắng chưa? Vẫn chưa? 23-22. 23-22. Một điểm số nữa thôi. Vâng, set đầu thứ hai của trận đơn nam bên này cũng đã bắt đầu rồi. Vâng, vậy là chiến thắng dành cho cặp đôi đến từ Nhật Bản trong set đấu thứ 3 ở nội dung đôi nam nữ với tỷ số 24-22. Thực sự là một trận bán kết hay nhất. Và bây giờ thì Hùng chuyển về sân cho mọi người xem trận này thôi. Cho tự nhiên đơ không zoom lại được. Ok. Ok, chúng ta cùng trở lại với set đấu giữa tay vợt đơn nam đến từ Nhật Bản và Indonesia. Đó là một tình huống đập cầu ra ngoài sân. Ok, điểm số 2-0 cho Indonesia. Ok, trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu ở nội dung đơn nữ. Một tình huống thủ cầu rất hay của Nhật Bản đuổi điểm 1-2. Điểm 1-2. Đó là một tình huống phát cầu ngắn. 3-1 cho Indonesia. Indonesia.
Tay vợt đến từ Nhật Bản, có vẻ di chuyển góc sân hơi kém. Ok, xin chào chị Trang Minh Sơn nha, xin chào Trần Mạnh, xin chào chị Plaza Passion. Và tiếp tục là một đại diện của Nhật Bản vào sân ở nội dung đơn nữ. Vâng, góp mặt trong vòng bán kết này có đến 4 đại diện của Nhật Bản. Đặc biệt là Indo với con số vượt trội hơn hẳn là 8 đại diện. Bậc thế thì ai chơi. Indo đang đánh rất hay. Vâng, vậy là trong set đầu thứ hai, vận động viên đến từ Indo có một khởi đầu thực sự quá hoàn hảo. Anh ta đang dẫn trước với điểm số 5-1 rồi. Vâng, rất có thể trận đấu ở nội dung đơn nam này sẽ chỉ kết thúc trong vòng 2 set đấu thôi. Khả năng là thần tượng hôm nay của Hùng cũng đi rồi. Thần tượng hôm nay thi đấu cảm giác yếu thế. Mỗi hôm đánh bon lắm. Hải Đăng đã thua ở trận đấu thứ hai rồi anh ạ. Thực sự cầu lông thế giới nó vẫn hơn hẳn mình. Hải Đăng điều cầu di chuyển rất tốt, tuy nhiên thì không dứt điểm được. Thực sự tay vợt đến từ Indonesia quá bon, chả khác gì Kento thật. Hello anh Ly Hà. Thực sự mọi người cập nhật kết quả của giải đấu kém quá. Nếu chúng ta quan tâm một chút là chúng ta sẽ biết là Việt Nam đã loại hết từ trước vòng tứ kết rồi. Giải năm nay mạnh lắm. Đến Julian Siong, tay vợt từng số 1 thế giới hơn 1 năm trời cũng còn bị về nước nữa nào. Hùng rất thích quả ve của tay vợt Nam Nhật Bản. Nhưng rõ ràng tay vợt Indo đã làm chủ hoàn toàn trận đấu. Rất tốt, sau hàng loạt những pha thủ cầu rất xuất sắc thì vận động viên đến từ Nhật Bản đã có thể giành điểm. Hello anh Dương Phạm, chính xác Indo đánh hay quá. Mà Indo đánh vượt APAC nhưng mọi người kéo sau giải đấu này anh em lại đi chuyển qua đánh vượt APAC hết thì chết. Zonex ế hàng. Tay vợt đến từ Indo sinh năm 97. Tay vợt Nhật Bản sinh năm 2001. Đập cầu gắt quá nhưng đó là một tình huống cầu ngoài sân. Điểm 3-6 cho Nhật Bản. Ok, vậy là trận đấu ở nội dung đơn nữ tiếp tục là một trận đấu giữa Nhật Bản và Indonesia đang được diễn ra. Bốn sáu cho Nhật Bản. Trong 20 đại diện có mặt trong vòng bán kết này thì có 8 đại diện của Indonesia, 4 đại diện của Nhật Bản và 8 đại diện còn lại thì chia đều cho 4 nước, đó là Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và gì nhỉ, mình liệt kê thiếu gì, Malay. Đều có 2 đại diện. Rồi, điểm 5-6 cho Nhật Bản rồi. Thực sự tay vợt đến từ Nhật Bản rất trẻ. Năm nay bạn ấy mới có 18 tuổi thôi. Nhưng đánh đã hay như này rồi. Cầu ngoài sân. Còn cầu ngoài sân khá xa. Rất dễ dàng để cho tay vợt Indo có thể xác định cầu ngoài trong tình huống này. Điểm 7-5, đổi điểm 7-5 cho Indonesia. Hello anh Ba Lam. Indo thực sự rất sung. Cả hai vận động viên này lối đánh rất bình tĩnh. Nhật Bản bên kia nữ đánh hay thế nhỉ.
Còn bên kia cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Indonesia, vận động viên Indonesia kia nhìn như trẻ con nhưng lại sinh năm 94. Nhìn mặt như trẻ con như hai ca mấy luôn mà lại là sinh năm 94. Và cũng chính là đương kim vô địch của Shibuya năm ngoái. Điểm 8-5 cho Indo. Vâng, tài cầu rất khó nhưng tay vợt Nhật Bản vẫn với cầu kịp. Chân ngắn mà sao lại cứu cầu kinh khủng thế. Điểm 6-8 cho Nhật Bản. Cao, có đề cao. Rất đáng tiếc, có vẻ hôm nay thể lực của tay vợt Nhật Bản không được sung cho lắm. Mấy hôm trước ông xem Nhật Bản nó đánh di chuyển bon lắm, sung lắm. Đập như bom, hôm nay đập với cầu quả đấy còn hỏng. Đổi điểm 9-6 cho Indo. Chắc hôm qua tay vợt Nhật Bản vừa đi 3 rồi. Đó là những pha cầu sở trường của Indonesia. Tiếp tục là cơ hội tấn công. Vâng, rất hay. Đó là một tình huống với cầu khá khó, khiến cho tay vợt Indonesia đánh cầu hỏng. Đổi điểm 7-9 cho Indo. Kê cầu kinh nhỉ. Rồi không còn nữa rồi. Vẫn còn. Thế mà vẫn thủ được. Rất bình tĩnh. Kê cầu hay quá, cơ hội tấn công. Ôi, mẹ thằng này thủ kinh nhỉ. Ừ. Thực sự là thủ quá kinh. Mẹ Hino thủ kinh thật. Đổi điểm 8-9 cho Nhật Bản rồi. 8-9 cho Nhật Bản nhưng Nguyễn Đức Anh. Trong set đấu thứ nhất thì tay vợt Indo đã đánh cầu rất xuất sắc và giành chiến thắng với điểm số cách biệt là 21-12. Tuy nhiên ở set đấu thứ hai này có vẻ tay vợt đến từ Nhật Bản đang dần trở lại phong độ của mình. Anh đang bám đuổi rất sát nút điểm số với tay vợt Indo. Căng thẳng rồi, Nhật Bản cố lên nào, xem 3 nó mới phê. Ô, vai. Mày hơi no hơi hiền nhở, đập quả. Cũng rất thích những pha hất cầu bổng của tay vợt Nhật. Rồi, rất hay, 9 đều rồi. Và Hùng rất ghét những người hay soi mói nha. Hùng đang nói ai thì tự hiểu. Điểm số đang là 9 đều. Cầu ngoài sân. Vâng, lần đầu tiên trong set đấu thứ hai này, vận động viên đến từ Nhật Bản đã vươn lên dẫn trước. Hình như trẻ con mà lại sinh năm 94.
Vâng, pha cầu sở trường của Indo, cầu ngoài sân. Vâng, trận đấu thứ hai, bây giờ đến từ Nhật Bản đang dẫn trước với điểm số 11-9. Vâng, có vẻ đấu pháp đã thay đổi và kết quả cũng đã thay đổi. Rất hy vọng rằng tay vợt Nhật Bản sẽ giành chiến thắng trong set đấu thứ hai này để chúng ta chứng kiến set đấu thứ ba, một set đấu sẽ hấp dẫn hơn, kịch tính hơn chăng. Nhưng đấy chỉ là mong muốn của Hùng và tất cả mọi người thôi, tất cả những ai đang theo dõi live stream thôi. Còn các cổ động viên của Indonesia thì không mong muốn điều đó. Ok, tranh thủ những phút vận động viên giải lao chúng ta giao lưu chào nhau tí được không? Thực sự Hùng không phải là bình luận viên của VTV nha mọi người. Bởi vậy mà Hùng bình luận nhiều khi nó ngẫu hứng và dùng một số từ ngữ của đời sống bình thường thì nó cho nó vui vẻ thôi. Mọi người soi mói làm gì? Còn soi mói thì ra chỗ khác để xem nhá. Điểm số 11-9. Hùng không phải là người của VTV nên là Hùng không phải bắt mình theo cái quy tắc gì cả. Rồi tiếp tục một điểm số cho Nhật Bản, 12-9. Thật sự Hùng thấy bình luận theo kiểu ngẫu hứng, bình luận theo kiểu vui vui nó mới hay. Thật sự không nên gò bó mình. Điểm 12-9, khoảng cách 3 điểm rồi. Cũng rất thích những pha hất cầu của tay vợt Nhật Bản. Không với kịp rồi, đó là một pha đập trầu xéo sân ngoài tầm với. Tuy đã đoán được hướng cầu rồi nhưng nó quá xa và tay vợt Nhật Bản không thể bay người cứu cầu kịp. Đổi điểm 10-12. Ok, em cảm ơn anh Phan Kim rất nhiều. 13-10 cho Nhật Bản, cố lên em ơi. Em mà thắng set này anh tin là set sau em cũng thắng. Tí nữa ra xin tay vợt Nhật Bản cái vợt nếu thắng. Không còn nữa rồi. Đúng rồi, nhiều người nói rằng vận động viên đến từ Indo, vận động viên gần màn hình của chúng ta đánh như Momota vậy, di chuyển rất bon và lối đánh cũng gần như vậy. Mười một, mười ba. Chém cầu quá sát, vâng, không thể đoán được tình huống cầu. Đây vợt Nhật Bản khá vất vả, 12-13 rồi. Điểm 12-13. Indonesia phát cầu. Ok, chào chị Oanh Hồng nhá. Xin chào cu còi. Rất tốt, 13 đều rồi. Japan.
Rất đáng tiếc cho tay vợt Nhật Bản thì muốn chém cầu ra ngoài. Nhìn đồ bòn vãi đai. Hay thật. Đánh quá tốc độ luôn. Vừa bật lên cái không biết đánh đi đâu, đập dọc biên cái chạy lên bắt lưới. Vèo này. Điểm 15-13 cho Indonesia. Rất tốc độ. Vâng. Pha cầu cuối sân mà anh ta có thể bung ra một pha tạt cầu dọc biên rất mạnh như thế. Hello anh Nguyễn Quang Tùng. Xem đánh cầu ghét nhất mấy đứa không cho người ta đuổi cầu. Indo di chuyển quá bon. Rồi, rất hay. Thủ hay quá nhờ. Vẫn còn kìa. Hay thế nhờ, đây là một đường cầu khá hay. Chiến thắng sẽ dành cho vận động viên nào? Rồi, chiến thắng dành cho Nhật Bản với những pha thủ cầu xuất sắc. Đổi điểm 14-16. Trận đấu giữa hạt giống số 2 và hạt giống số 6. Tay vợt Indonesia được xếp hạng hạt giống số 2 tại giải đấu này. Tay vợt đến từ Nhật Bản xếp hạng hạt giống số 6. Hay quá nhờ, củ tay dẻo thật. Liên tục có những tình huống ép góc. Rất sát lưới, cơ hội tấn công. Còn đó là một pha hất cầu khá sâu. Đập cầu vặn sườn rất tốt. Sở trường của David Indo không có thể chê vào đâu được. Hạt giống số 1 là tay vợt đến từ Hàn Quốc anh ạ. Nhưng mà xem ra hạt giống cũng chỉ là xếp thế thôi. Hôm qua em xem Hàn Quốc đánh không ăn thua lắm. Hàn Quốc hôm nọ, hôm qua chỉ thua chính Indo này. Ok, anh Phạm Hoàng Văn Phạm, lịch đánh chung kết thì em sẽ cập nhật sau nhá. Có lẽ là nó sẽ là 1 giờ chiều. Tuy nhiên thì vẫn chưa có lịch thi đấu chính xác, chính thức ở trên trang chủ của Liên đoàn Cầu lông Thế giới. Sau khi vòng bán kết kết thúc thì mới có lịch. Bởi vậy mà Hùng sẽ đăng lên trang cá nhân nhá. Mọi người có thể theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem trước để cập nhật các thông tin về giải đấu Sipucha này. Ngoài live stream giải đấu Sipucha này, Hùng từ trước đến giờ trong năm 2018-2019 Hùng đã live stream và bình luận rất nhiều các giải đấu phong trào cầu lông miền Bắc cũng như là rất nhiều các giải đấu hội làng. Mọi người có thể theo dõi lại ở trên phần video Facebook cá nhân của Hùng. Thậm chí có đến hàng nghìn video luôn. Hoặc là mọi người có thể xem trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton. Những trận cờ đấu Full HD, những trận đấu chất lượng sẽ được Hùng up lên đó. Sport Hùng Badminton nha mọi người. Ok, 17-14 cho tay vợt Indonesia. Indo tiếp tục duy trì thế dẫn điểm. 18-14 rồi. Vâng, cánh cửa đi tiếp gần như đang khép dần lại đối với tay vợt đến từ Nhật Bản. Chỉ còn 3 điểm số nữa thôi. Hello anh Nam Sport, thường thì các thảm sau khi thi đấu có thanh lý anh ạ. Bình thường em vẫn thấy người ta đang thanh lý lại.
18-14 cho Indonesia. Không còn nữa rồi. 19-14 rồi. Indonesia quá tự tin trận đấu này, anh thi đấu quá bon. Indo đánh đúng kiểu Momota thật. Kéo cho thằng này đánh với Momota. Vận động viên đến từ Indonesia xin lau mồ hôi, tuy nhiên trọng tài không cho. Anh ta đang đang cười, đang rất tự tin, vận động viên Indo. Chém cầu hỏng, rất đáng tiếc. Vẫn còn cơ hội cho tay vợt Nhật Bản. Huấn luyện viên của Nhật Bản vẫn đang vỗ tay cổ vũ học trò của mình. Điểm 15-19. Điểm 16-19. Rất hy vọng rằng tay vợt Nhật Bản có thể làm nên điều bất ngờ để chúng ta thưởng thức một set đấu thứ ba thực sự căng thẳng hơn nữa nào. Ôi, thủ kia, thôi. Đến hôm muốn phải quá khen cho tình huống thủ cầu của tay vợt đến từ Indonesia. Thủ thế thì ai chơi, đập như thế rồi mà ông vẫn bay người ông cứu được. Khác gì Linda bay người đâu mọi người. Dạ. A Park nhỉ. Dạ. Vâng, giày thương hiệu A Park. Hãng này có bán ở Việt Nam nhưng nói chung là chất lượng của không ăn tiền. Có ở Việt Nam. Nó hay làm nhái theo Yonex. Nó hay làm nhái theo hàng của Yonex, đặc biệt là vợt. Zig Zag với Zigler ấy. Đó là tình huống đập cầu ngoài sân. Vâng, xin chúc mừng tay vợt đến từ Indonesia, một chiến thắng cực kỳ xứng đáng. Và theo mọi người có nghĩ rằng, mọi người có nghĩ rằng tay vợt Indo này chắc chắn sẽ vô địch không ạ? Tính đến thời điểm hiện tại thì ông nghĩ rằng không có tay vợt nào là đối thủ của tay vợt Indo này nữa rồi. Thực sự tay vợt Indo này quá xuất sắc. Một trận đấu với những pha cầu không tưởng, những pha bay người đẳng cấp. Thực sự tính đến thời điểm hiện tại thì không nghĩ rằng tay vợt nào lại có thể giành chiến thắng được với tay vợt Indo, thậm chí là không bao giờ đánh được đến set thứ 3 luôn. Đẳng cấp thật, thực sự giải Shibuya Hà Nội năm nay quá nhiều tay vợt đẳng cấp. Giải ở Shibuya Hà Nội năm nay có khác gì Super Series đâu mà. Ok, trên sân. Trên sân sẽ diễn ra trận đấu ở nội dung đơn nữ của đối đầu giữa Hàn Quốc và Hàn Quốc là gì đây? Thái Lan. Thái Lan đối đầu Hàn Quốc. Mọi người xem đơn nữ không? Hùng chỉ sợ bây giờ mà Hùng live stream đơn nữ chỉ sợ tí nữa cái nữ hết pin rồi. Bây giờ mà xem đơn nữ là chỉ sợ hết pin, tí nữa không live stream được đôi nam.
Ok thì đánh đơn Hùng xe tang mọi người nhá. Chị Trang Minh Sơn thì em sẽ nhớ ạ.